Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip cũng như xem video, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hôm nay thì em có một số máy thanh lý cho anh em. Và anh em nào có nhu cầu thì theo dõi hết clip nhé. Đầu tiên thì em lại giới thiệu lại cái quy trình làm việc bên em. Đó là cọc trước phí vận chuyển là 50.000 cho đến 100.000. Tiền này anh em cọc bằng thẻ cào điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Đó. Thì nhận được tiền cọc thì em sẽ gửi cho bên vận chuyển và cái tiền này sẽ là tiền vận chuyển luôn, phí vận chuyển luôn. Nhận hàng anh em được kiểm tra hàng, bóc ra kiểm tra thoải mái, hình thức cũng như chất lượng, test ok thì anh em thanh toán nhé. Đó, số điện thoại chính chủ của em là 0368 0368 60222. Đó, số điện thoại chính chủ của em nhé anh em nhé. Và số điện thoại này em cũng dùng Zalo luôn. Anh em nào có nhu cầu về máy nào thì liên hệ với em qua Zalo thì em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em nhé. Từng màu hay là góc cạnh cái thứ, bộ nhớ cũng như là email, nếu anh em thích chắc chắn thì cứ email mà ra anh em ạ. Mỗi máy nó chỉ có một email thôi. Em gửi đúng email ý thì anh em nhận, mà anh em không đúng thì thôi. Đó. Thì đầu tiên thì em giới thiệu luôn cho anh em, đó là hôm nay về được một ít Google Pixel XL. Hàng này thì hôm nay mới về, rất nhiều anh em đặt nha anh em nhé. Hàng này hôm nay mới về, rất nhiều anh em đặt. Rất nhiều anh em hôm trước liên hệ nhưng mà hôm đó em hết hàng, hôm nay mới về được 5 cây thôi anh em ạ. Hình thức thì toàn trắng nha anh em nhé. Đẹp, hàng này đẹp, hôm nay đẹp anh em ạ, toàn trắng. Đó, toàn màu trắng nhá. Vân tay đằng sau. Đó, có 5 cây thôi anh em nhé, 5 cây trắng. Thì em giới thiệu qua về cấu hình này, Google Pixel XL. Đó. Em đã giới thiệu rất nhiều lần rồi, hôm nay thì em lại giới thiệu qua cho những anh em mới nhé. Còn những anh em nào biết rồi thì có thể là tua xem tua và xem những cái mã sản phẩm mình yêu thích nhé. Đó. Cái này là RAM 4GB, bộ nhớ của nó 32GB anh em nhé. Chạy Android 9. Đó, Android 9 đây, phiên bản Android. Trong Google chụp ảnh các thứ thì cực nét luôn, quay video, vlog các thứ thì cực phê anh em ạ. Camera của nó con này là 12 chấm và 8 chấm nhá. Pin cũng khá là trâu, cái dòng XL này nó như dòng Blur của iPhone ấy. Cứ có từ Blur là máy to, còn Google thì cứ có từ XL là máy to và pin đi kèm theo là màn rộng và pin trâu. Đó, thì con này pin của nó là 3450 mAh anh em nhá, màn 5,5 inch. Giá con này chỉ 2 triệu 6 anh em nhá. 2 triệu 6. Chụp ảnh cực phê luôn anh em ạ. Đây anh em. Đó. Nét căng cả căng. Nét đẹp 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 nó ok anh em nhé, quay video chụp ảnh cực phê luôn. Cái này ngoài trời nó thì tuyệt đẹp luôn anh em. Đây là em là trong phòng nhá, điều kiện là ánh sáng bật đèn nhá, chứ không phải là điều kiện ánh sáng tự nhiên nhá. Tự nhiên thì nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Google Pixel XL anh em nhé, giá 2 triệu 6 đó. Và tiếp theo là về được ít LG G6. LG G6 thì em lại bán mất cây đen rồi, bây giờ là còn mỗi một xanh và bốn cây trắng anh em nhé, một xanh và bốn trắng. Đó, LG G6 RAM 4GB, bộ nhớ của nó là 32GB anh em nhé, chạy Snapdragon 821. Đó, chạm hai chạm là lên nút nguồn cũng như vân tay đằng sau anh em nhé. Đây nút vân tay với nút nguồn nhé. Camera của nó thì camera trước là 5 chấm, camera sau là có hai camera 13 chấm anh em nhé. Đây hai camera 13 chấm flash ở giữa này. Đó, màn con này 5,7 inch nhá. 5,7 inch, pin là 3300. Đó, pin là 3300. Giá con này là 1.950.000 nhá. Bản 32GB 1.950.000, không có bản 64 nhá. Và chỉ có 5 cây này thôi. Màu đen thì em bán mất rồi. Về được 6 cây thì màu đen em bán mất rồi. Cho ông anh đặt trước thì em bán mất rồi. Còn chỉ có 5 cây này thôi. Đó, hình thức đây anh em. Hình thức này là ok cho anh em. Giá con này là 1.950.000 nhé, 1.950.000 anh em ạ. Tiếp theo lại giới thiệu cho anh em các mã, ví dụ như Samsung. Samsung thì Note 8, Note 8 cái này thì là em bán 5.700.000 này anh em, màu đen, xước kính, đó, nguyên Zin App, hai SIM nhé, 64GB, nó có xước một tí kính nha anh em nhé, đó, xước một tí thì kính không ảnh hưởng gì cả, anh em dùng vô tư Zin nguyên app, bản Hàn, độ SIM bằng phần mềm. Hình thức đây anh em.
Anh em nào ưng thì liên hệ qua số điện thoại 0368 60442 nhé. Đây thì cây này cũng cây này không xước kính nhưng mà lại ấy lại dính phải một tí ở chỗ camera này, chỗ cái viền này chứ không phải dính vào camera với vân tay nhé, chỗ viền không không ảnh hưởng gì nhé. Đó, hình thức đây anh em, đó màu xanh đó. Thì em ghi giá 5,9 triệu nhưng mà cây này em sẽ bán giá 5,7 triệu anh em nhé, 5,7 triệu. Tại vì bây giờ nhìn qua lại thấy là nó ăn một vết ở đây. Cái này 5,9 triệu anh em, màu gold 64GB anh em nhé, 64GB màu gold đó, hình thức đây. Bên Hàn Quốc, bản Hàn Quốc nhá, độ IC bằng phần mềm. Bên Hàn nó rất hay dán ở lưng này nha anh em nhé, rất hay dán ở lưng. Thứ nhất là bọn họ thích dán như này, thứ hai là nó cũng để chống xước, ví dụ anh em để như này chống chảy xước đó. Màu gold 5,9 triệu duy nhất một cây. Còn 256GB thì em có hai cây. Cái này cũng xước kính này, cái này xước kính này. Giá 6,2 triệu 256GB nhá, bản một sim nhá, cũng bản Hàn nhưng mà chưa độ là hai sim nhá, một sim thôi anh em ạ. Đó 5,6 triệu, à đâu 6,2 triệu đó, 256GB màu xanh, 6,4 triệu cái này nha anh em, 6,4 triệu, 256GB dùng bao cho hết là 256GB anh em, nếu mà các chị em chụp ảnh hoặc quay video nhiều thì sẽ hết. Còn đây là S8 Plus nhá, S8 Plus 5,6 triệu, màu này là màu của mắm tôm nha anh em ấy. Màu mắm tôm đó, màu mắm tôm, hình thức đây 5,6 triệu. Và còn rất nhiều S8 đó, rất nhiều S8 trắng xanh đen đó. Giá S8 này thì những cây màn ám này em sẽ bán 4,4 triệu anh em nhé, 4,4 triệu đó. Một duy nhất một cây màn ám, ám một tí xíu anh em nhìn chắc không còn không nhận biết được cơ đó, ám một tí xíu anh em ạ, em nhìn chắc không không nhận biết được đâu, em nhìn thì mới nhận biết được, hoặc là anh em cầm chi tiết thì cũng có nhìn thấy một tí. Những cây đẹp màn không ám này là giá là 4,7 triệu anh em nhé, 4,7 triệu, có đen trắng xanh hai xanh đó. Thì tiếp tục là giới thiệu cho anh em Samsung Y2 hay là J7 2017 đấy. Y2 là cái tên của Hàn Quốc anh em nhé. Đó, Y2 là cái tên tên bên Hàn Quốc. J7 2017 là cái tên thị trường trên quốc tế. Đó. Cây này màn 5,5 inch, pin 3300, RAM 2 bộ nhớ 16. Giá chỉ 1,650.000 anh em nhé. Chỉ 1,650.000. Đó. Để rồi. Samsung A20 anh em nhé, hôm trước cũng có giới thiệu rồi, mấy hôm nay mấy cái full box này bán khó thế đó, mỗi lần mấy cái full box này bán chạy lắm, hôm nay mấy cái full box này bán chậm thế. Samsung A20 chính hãng nhá, hai sim nhá, còn bảo hành là 2020 cơ, RAM 3GB bộ nhớ 32GB, chạy Exynos là 7884 đó. Camera chính của nó, camera sau có hai camera, một là chính và hai là phụ, chính là 13 chấm và phụ là 5 chấm, camera trước là 8 chấm anh em nhé. Màn thì cực rộng 6,5 inch. Pin cực trâu 4.000. Pin trâu bò 4.000. Giá chỉ 3,5 triệu. 3,5 triệu. Bảo mật thì có cả bảo mật vân tay lẫn khuôn mặt nha anh em nhé. Cả bảo mật vân tay lẫn khuôn mặt. Màn hình tai thỏ cực đẹp. Đó. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là Xiaomi Redmi 4A duy nhất một cây. Màu hồng, giá vẫn như cũ 1,2 triệu anh em nhé. Xiaomi Redmi 4A duy nhất một cây, hai sim hai sóng đó, làm hai bộ nhớ 16, pin là 3100, hơn 3100 tí, màn 5 inch, camera của nó là 13 chấm và 5 chấm, duy nhất một cây 1,2 triệu đó. Xiaomi Redmi 6 Pro mới chưa dùng, full box cả ốp cả sạc cả phụ kiện các thứ nhá anh em nhé. Con này thì so với tầm giá thì em thấy quá ok. Hai sim hai sóng, RAM 3 bộ nhớ 32, chạy Snap là 625 anh em nhé. Màn là 5,5.84. Đó, 5,84 đây anh em nhìn kia. Đấy nét anh em nhìn. Màn là 5,84 nha anh em nhé. Tỷ lệ là 19:9, pin là 4000. Đó.
5.84, tỷ lệ 19:9, pin 4000, camera sau thì nó hai camera là 12 chấm và 5 chấm, camera trước là 8 chấm anh em nhé. Camera vì bảo mật thì con này có cả vân tay lẫn nhận diện khuôn mặt nữa. Giá trị 2.7, dưới 3 triệu đó anh em. Làm ba bộ nhớ 32 dưới 3 triệu. 2.7 cả bảo mật vân tay, cả nhận diện khuôn mặt. Tỷ lệ màn hình 19:9, màn rộng 5.84 inch. Đó, quá chất anh em. Camera sau thì 2 cam luôn. Tiếp theo là XZ6 anh em nhé. XZ6 đó, lấy nhé anh em xem XZ6 nha anh em nhé. Giá 1.550.000, có cây nào xấu hơn thì em để 1.450.000. Đây là XZ2 nhá, XZ2 hai sim anh em nhé. Nếu mà bạn một sim cho nó rẻ hơn tầm 500.000 đấy, nếu mà anh em 5-600.000 này, nếu mà anh em có nhu cầu thì để em đặt bản một sim về. Còn đây là bản hai sim nhá, màn hình gió nước cực đẹp, vân tay đằng sau này bóng đó, đây là bản hai sim anh em nhé. Nếu mà bạn một sim thì nó rẻ hơn tầm độ 600.000. Em nói qua cấu hình con này nhá, cấu hình con này là ram 4GB bộ nhớ 64GB, màn 5.7 inch, giọt nước cực đẹp đó, rộng rãi thoáng mát. Camera của nó là 19 chấm và 5 chấm, chạy Snapdragon 845 đó. 845 thì con chip này là mạnh rồi anh em ạ, anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi game các thứ thoải mái. Zin nguyên áp suất nhá, giá 5.500.000, pin con này là 3180, có sạc nhanh đó, có hỗ trợ sạc nhanh nhá. XZ2 2 sim, nếu bạn một sim thì chắc nó rơi khoảng tầm độ 5 triệu đó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ, hoặc là thích mua bản một sim thì bình luận cho em ở phía dưới nhá, thì em sẽ thấy anh em bình luận và em sẽ điều hàng về đó. Cũng như anh em thích mã nào không ở trong mã này, ví dụ chẳng hạn em thích mã nào em sẽ đọc comment để trả lời anh em. Ví dụ như thấy nhiều anh em thích một mã khác thì em sẽ cố gắng điều về cho anh em, chứ ví dụ như một hay hai anh em, một anh em thích thôi thì còn những anh em lại thích mã khác thì em cũng thật sự là nhập về không, cũng bán nó chậm thì em không thích nhập về, bán phải nhanh và phải vui, lãi chỉ cần ít thôi cũng được, anh em ủng hộ là vui rồi đó. Tiếp theo là XZ1 có cả xanh có cả đen anh em nhé, về rất là nhiều đó. XZ1 ram 4GB bộ nhớ 64GB, chạy Snapdragon 835 anh em nhé, mà con này 5.2 inch anh em nhé, là 5.2 inch đó, mà 5.2 inch. Hay để một cây cho anh em xem chi tiết, bản là bản quốc tế Xperia nhá, không phải bản Docomo hay Softbank nhá. Máy zin nguyên áp suất, chống nước, kháng nước kháng bụi hoàn toàn thoải mái. Camera của nó là 19 chấm và 13 chấm, pin con này là 2007 anh em nhé, một sim, phiên bản một sim không có hai sim nhé, hỗ trợ sạc nhanh. Giá con này là 3.800.000, nếu anh em yêu thích dòng Sony thì mua này cũng là quá tuyệt vời luôn. Sony tính ra em thấy rất là thích, em rất thích Sony luôn, cầm nắm hay các thứ nó rất là hay, màn nó cũng rất là đẹp, camera cũng phê, nghe nhạc cũng sướng đó. Mỗi tội là so với thương hiệu thì bây giờ iPhone với Samsung các thứ nó đấu đá nhau mạnh quá, Sony không chống được. Đây Sony Z5 nha anh em nhé, 1.250.000 đến 1.450.000 tùy hình thức. Rồi, ví dụ cây chảy xước này sẽ là 1.250.000 này đó, còn cây 1.450.000 tùy hình thức anh em nhé. Đó, giới thiệu qua anh em, Z5 là ram 3GB bộ nhớ 32GB, chạy Snapdragon 810, con chip 810 này thì chia sẻ với anh em là nó hơi nóng nhá, anh em nếu mà mua là phải chấp nhận nhé. Đó, màn đẹp 5.2 inch, thiết kế vuông nam tính đó, giá con này là 1.250.000 đến 1.450.000 tùy hình thức nhé. Còn Sony Performance thì chỉ có loại 95-96%, chạy ram 3GB bộ nhớ 32GB, chạy Snapdragon 820, chỉ có 95-96% và giá chỉ có loại 1.350.000 đó. Nếu mà về thêm hàng đẹp thì anh em yêu cầu thì em sẽ ấy riêng cho anh em, còn đa số là hàng toàn 1.350.000 anh em nhé. Ram 3GB bộ nhớ 32GB, chạy chip Snapdragon 820. Tiếp theo là giới thiệu cho anh em là cây Z7 Bright bản Hàn, Samsung Z7 Bright bản Hàn đấy anh em nhé. Có 3 cây, 2 vàng 1 xanh, ram 3 bộ nhớ 16GB đó, bảo mật vân tay, chạy Snapdragon 625, mà 5.5 inch anh em nhé, 5.5 inch. 13 camera thì có 13 chấm và 8 chấm thôi, thế là quá ok rồi anh em ạ. Với mức giá là chỉ 2 triệu tròn, 2 triệu tròn
Samsung J7 Prime. Đó, pin con này là 3.300. Khá là trâu bò, con này pin 3.300 nhưng mà anh em sử dụng đánh giá con này pin khá là trâu bò luôn anh em nhá. Anh em có thể tham khảo những ý kiến của anh em khác ở trên mạng. Đó, con này pin khá là trâu luôn. Đó, giá con J7 Prime này là 2 triệu tròn nhá. iPhone 5S. 5S, một trắng và một đen, giá 1.350.000 anh em nhé, 16GB bản quốc tế. Đó, chỉ bao main zin và màn zin. iPhone 6 64GB bản quốc tế. Đó, màu trắng, hai cân màu trắng. Giá của nó là 2.350.000. Đây là 6S thôi. 6S 16GB bản quốc tế. Giá của nó là 2.600.000 anh em nhé. Đây là 6 thường, còn đây là 6S. 6 thường thì bản 64GB và giá của nó là 2.350.000. Còn 6S là bản 16GB giá là 2.600.000. Đây 6S Plus 64 duy nhất một cây, 4.500.000 anh em nhé. 7G 32 quốc tế, máy zin duy nhất một cây, bán cái này bán 4 triệu anh em nhé. Đó, 7 Plus 128GB anh em nhé, bản quốc tế, máy zin, giá của nó là 7 triệu. 7 Plus nhá, iPhone 7 Plus 7 to, pin trâu. Đó, thì clip của em hôm nay đến đây thôi. Anh em nào thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp em nhé. Nếu anh em ưng máy nào thì hãy để lại comment ở phía dưới, thì bên em sẽ biết và nhập hàng về để anh em yên tâm sử dụng nhé. Xin chào tạm biệt anh em.